đoạn phát triển của hệ sinh dục. Không giống như tim ha, chúng ta có một trái tim hình thành từ đầu đến cuối giống nhau, nhưng mà trong bên hệ sinh dục đó, chúng ta sẽ có hai cá thể ha, cá thể nam với cá thể nữ, cho nên chúng ta sẽ phải có hai giai đoạn phát triển biệt hóa khác nhau. Chúng ta sẽ biệt hóa khác nhau ở tất ở từ tuyến sinh dục ha. Chúng ta có tinh hoàn, buồng trứng, biệt hóa các cái cơ quan sinh dục trong, cơ quan sinh dục ngoài, và từ đó chúng ta sẽ giải thích được các bất thường của quan sinh dục ha, tại sao nó hình thành cái lúc này bất thường như thế nào, tại sao nó hình thành như vậy, do gen là tác động vào. Thì hệ niệu dục chúng ta phát triển ha, nó từ hai cái cấu trúc, đó là trung bì trung gian, ổ nhớp. Thì sự biệt hóa của hệ sinh dục nó rất là phức tạp, nó chịu tác động của gen nhiễm sắc thể giới tính cũng như cả gen nhiễm sắc thể thường hết ha. Cho nên đôi khi á, chúng ta là bất thường của gen nhiễm sắc thể thường, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của nhiễm sắc thể giới tính. Chút xíu tôi sẽ mô tả cho các anh chị. Đây chúng ta xem. Đây ha. Chúng ta sẽ có từ cái tuần thai cho tới khi mà dậy thì luôn. Chúng ta sẽ xem có sự khác biệt gì. Trong 6 tuần đầu tiên của phôi thai ha, thì chúng ta thấy là nam với nữ phát triển giống nhau. À, chúng ta sẽ có sự di chuyển của những tế bào sinh dục nguyên thủy, tại di chuyển cái tế bào sinh dục nguyên thủy mà thôi. À, rồi sự khác biệt bắt đầu xuất hiện ở tuần thứ bảy, à, bước qua tuần thứ sáu và tuần thứ bảy, thì lúc này mới thấy rõ ràng là ở nam bắt đầu nó sẽ phát triển khác mà, phát triển khác nhau. Rồi cho tới cuối thời kỳ, rồi nó trở lại nó giống nhau, nó phát triển nữa, và nó sẽ trở ngược lại các phát triển khác nhau nữa về mặt hình thể khi mà chúng ta bước qua giai đoạn dậy thì. Thấy rõ ràng không, nó khác đổi nên cũng này giống nhau. Thì nếu như ở nữ thì phát triển của nó ha đơn giản hơn, ít sự tham gia của phát triển nội tiết, mà ngược lại ở nam thì cần rất nhiều các cái nội tiết khác nhau để phát triển biệt hóa. Là thấy rõ ràng là bất thường của quan sự nam chúng ta gặp nhiều hơn là so với nữ là do như vậy. Đây là cái bản chung chúng ta tóm tắt ha. Rồi chút xíu chúng ta học các bài, chúng ta sẽ quay lại một cái bản tóm tắt giống vậy. Rồi tôi nhắc lại ha, lúc nào cũng vậy, khi học phôi á, chúng ta phải nhắc lại về giải phẫu một chút. Thì ở đây chúng ta sẽ có là cơ quan sinh dục nam, chúng ta sẽ có phát triển biệt hóa của cái gì, chúng ta sẽ có tinh hoàn hay là tuyến sinh dục và cái đường sinh dục, qua cái đường sinh dục trong, đường sinh dục ngoài ha. Bắt đầu từ tinh hoàn sẽ được tạo ra tinh trùng ha, và tinh trùng sẽ được dẫn qua cái hệ thống. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống ống dẫn bên trong, ống dẫn bên ngoài. Thì đây chúng ta có màu tinh, ống dẫn tinh, túi tinh, tiền tuyến, và cơ quan sinh dục ngoài chúng ta sẽ có dương vật ha, và bìu. Ở nữ thì chúng ta sẽ có tuyến sinh dục, chúng ta có buồng trứng với các nàng trứng đang được phát triển. Đường sinh dục trong chúng ta sẽ có gì, vòi trứng, tử cung, cổ tử cung, âm đạo, và cơ quan sinh dục ngoài chúng ta sẽ có âm đạo, mùi nhỏ, mùi lớn, mùi nhỏ, mùi lớn, và âm vật ở đây. Thì sự phát triển của hệ sinh dục sẽ như thế nào? Nó sẽ đi dài qua các giai đoạn phát triển từ đầu tiên, giai đoạn trung tính trước 6 tuần chúng ta biết, và sau đó sẽ phát triển và biệt hóa tùy theo cái cá thể đó là mạng XX hay XY, mà chúng ta sẽ có phát triển khác nhau của tuyến sinh dục, cơ quan sinh dục ha. Cơ quan sinh dục trong, cơ quan sinh dục ngoài. Đây tuyến sinh dục. Thì từ ban đầu chúng ta sẽ có cái gì, trong buồng trứng chúng ta có gì? Các cái nang loãng ha, và các mô liên kết cũng như là cái hệ thống mạch máu ở bên trong loãng. Rồi ở nam thì chúng ta sẽ có gì? Ở đây chúng ta sẽ có tinh hoàn. Và trong tinh hoàn chúng ta sẽ có cái hệ thống ống sinh tinh, tạo tinh trùng. Và sau cái hệ thống ống dẫn vào trong tinh hoàn, chúng ta có ống thẳng, lưới tinh hoàn, ống đa, ống màu tinh, và ống dẫn tinh. Chúng ta coi các cái cấu trúc nó phát triển như thế nào. Vậy đầu tiên chúng ta coi dòng tế bào sinh dục ha, là tế bào thượng bì nè cũng vậy ha, nó di chuyển vào vùng đường nguyên thủy thì cùng với tế bào hạ bì của tuyến nữ hoàng, thì tuần thứ tư nó đi vào vùng G niệu dục. Ở đây chúng ta thấy tuyến nữ hoàng ở đây ha, nó di chuyển vào cái vùng ở đây, có một cái cấu trúc gọi là G niệu dục ha. Đó là trung bì gì các anh chị, nhớ cái trung bì gì mà nó hình thành hệ niệu dục không? Trung bì trung gian ha. Thì cái trung bì trung gian á, nó không hình thành nên nguyên cái tạo tuyến sinh dục không, mà những cái tế bào sinh dục nguyên thủy ấy, để sau này sẽ hình thành nên loãng hoặc là hình thành nên tinh trùng á, là nó đi vào từ cái túi nữ hoàng di chuyển vào đây và gờ nội dục. Còn những cái tế bào của trung bì nó sẽ giúp chúng ta hình thành những cái tế bào nâng đỡ ở đó. Đây là vùng gờ nội dục, và đây những tế bào sinh dục nguyên thủy nó sẽ di chuyển vào đây.
Rồi tiếp theo nếu như vậy thì sao? Tế bào sinh dục ha, nếu mà là nam thì nó sẽ kích thích tiếp để phát triển tế bào Sertoli ở tại cái vùng gờ nội dục đó. Rồi khi tế bào Sertoli phát triển bị khóa, nó sẽ kích thích tế bào Leydig phát triển bị khóa. À, nhớ hai cái tế bào đó, tế bào Sertoli là tế bào nâng đỡ hỗ trợ phát triển, và tế bào Leydig là tế bào testosterone giúp quá trình phát triển bị khóa. Thì đây chúng ta xem là cái vùng sinh dục, cái gờ nội dục trung tính thì chúng ta sẽ có cái gì? Đây cái vùng gờ ha, gờ nội dục đây, và những cái tế bào sinh dục nguyên thủy nó sẽ di chuyển vào vùng này ha, sau đó nó tiếp tục bị khóa. Ở đây chúng ta sẽ có nè phần này, phần trung thận để hình thành thận mà chúng ta sẽ học cái bài sau. Rồi đây chúng ta sẽ có một cái cấu trúc chúng ta là cái ống trung thận, cái màu tím tím này nè, rồi cái cấu trúc màu xanh xanh này nè, chúng ta là ống cận trung thận ha. Đây giai đoạn chưa bị khóa, tức là sinh dục nguyên thủy di chuyển vào cái vùng gờ nội dục ở đây. Thế thì ngay cái quá trình mà nguyên phân hay giãn phân nó cũng khác nhau ở cả nam và nữ. Những tế bào sinh dục nguyên thủy ha, nó sẽ đi vào vùng gần gờ nội dục, và bản chất của nó chúng ta không làm gì, nó sẽ tiếp tục, nó sẽ bị quay đi vào quá trình giãn phân. Sau khi nó nguyên phân thì nó sẽ đi vào giãn phân. Thì nếu như mà ở nam á thì nó sẽ có sự giảm sút của một cái chất gọi là RA ha, retinoic acid, nó sẽ ức chế lại sự giảm phân của những tế bào sinh dục nguyên thủy. Có nghĩa là ở nam thì sao, những tế bào sinh dục nguyên thủy nó nguyên phân xong nằm yên đó, nó không giảm phân, nhưng mà ngược lại ở nữ cái retinoic acid nó tăng cao, nó sẽ làm cho những tế bào nguyên thủy của nữ đi vào quá trình giảm phân. Bạn thấy nè, tế bào sinh dục nguyên thủy của nam là ở yên đó không làm gì hết, nhưng ngược lại tế bào sinh dục của nữ thì chúng ta thấy là sao, nó sẽ đi vào quá trình giảm phân và nó ngừng ở kỳ đầu của giảm phân một, khi một tế bào chúng ta thấy nó đang ở nhiễm sắc thể kép rồi nè đó. Và tới khi mà bé gái nó đi vào dậy thì á, thì những tế bào nó tiếp tục nó đi vào cái quá trình giảm phân tiếp tục, cho nên là trữ lượng noãn của người phụ nữ là nó giới hạn, nó chỉ có những cái tế bào noãn đã có sẵn rồi, đã được dừng ở kỳ giảm một rồi. Và cơ vậy thì sao, cứ mỗi tháng như vậy nó sẽ chiêu mộ đâu đó khoảng 8 đến 10 noãn đi vào quá trình phát triển và phân chia tiếp tục, để chúng ta có một cái noãn cuối cùng là chỉ có một N thôi. Bài thể cực ra một cái noãn cuối cùng là một N để mà chúng ta tham gia vào quá trình thụ tinh. Ngược lại ở nam thì khác ha, do sự ức chế ở trong bào thai nên các tế bào sinh dục nam nguyên thủy nó sẽ ngủ yên rồi đó, nó ở nguyên ở giai đoạn đó. Và sau đó nó sẽ khi mà dậy thì ha, thì những tế bào này bắt đầu nó mới bắt đầu phân chia. Tức là nó sẽ phân chia sao? Tức là một tế bào nó sẽ lên phát triển bị khóa và một cái tế bào nó sẽ ở lại. Cho nên quá trình mà hình thành tinh trùng ở nam nó sẽ từ dậy thì tới suốt đời nó chết luôn. Đó. Nó sẽ phát triển của những tế bào sinh dục nguyên thủy. Rồi, thế thì tại sao có sự bị khóa khác nhau ở tuần thứ 6? Thì đó, những cái năm trước trước đó, những cái thế kỷ trước, người ta thấy là nó có rất, người ta nghi ngờ rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà tới cuối cùng ha, người ta nghiên cứu ra là nó thật sự có mặt của cái gen, người ta gọi là gen SRI. Gen SRI là cái gen mà nó sẽ quyết định sự bị khóa giới tính nam. Là chúng ta xem, bắt đầu từ tuyến sinh dục chưa bị khóa ha, nó có sự tham gia của nhiều gen, nhưng mà cái gen SRI là cái gen quyết định bị khóa giới tính nam. Thì gen SRI nó sẽ chịu tác động tiếp hỗ trợ của VT1 và SF1 ha. Nó kích thích tiếp là cái gen S9. S9 này là cái gen không nằm ở trên nhiễm sắc thể giới tính ha, là cái gen bình thường, ở nhiễm sắc thể thường. Và nó sẽ kích thích ha, những tế bào ở tiền Sertoli nó sẽ bị khóa thành Sertoli. Và khi mà Sertoli nó bị bắt đầu bị khóa thì nó sẽ kích thích tiếp theo nữa những tế bào Leydig bắt đầu tiết testosterone, và nó sẽ làm cho cái tuyến sinh dục nó sẽ bị khóa, tổ chức tạo thành các dây tuần hoàn, và đó Sertoli sẽ tiết ra một cái chất người ta gọi AMH, ức chế sự phát triển của cái đường sinh dục nữ, cũng như nó kích thích những tế bào Leydig phát triển bị khóa, tạo testosterone cũng như sẽ chuyển hóa thành digoxin để tạo đường sinh dục của nam. Ngược lại ở nữ thì chúng ta chỉ cần có VNT4 và SPO1 thôi thì nó sẽ tiếp tục nó phát triển và duy trì cái cấu trúc noãn ha, đi vào quá trình giảm phân chứ nó không bị ức chế của retinoic acid. Đây chúng ta sẽ mô tả cái một cái bệnh lý là campomelic, có nghĩa là bé này bất thường cơ quan sinh dục ngoài ha, nhưng nó không liên quan tới cái nhiễm sắc thể giới tính mà liên quan tới cái gen ở trong nhiễm sắc thể thường, nó là gen S9. Nó thấy là các cái xương của em bé nó bị ngắn và nó cong ha, lồng ngực nhỏ ha, và nó bất thường cơ quan sinh dục ngoài. Thì cái tật mà người ta gọi là bệnh đó là bệnh lý là campomelic, nó chiếm khoảng 0,05 đến 1,6 trên 10.000 trẻ sinh sống, nó năm 93 thôi,
Còn hiện tại bây giờ thì cái chỉ số này càng giảm dần xuống, bởi vì chúng tôi đã có thể phát hiện nó sớm ở trong bào thai rồi ha, nên sẽ siêu âm chúng ta phát hiện ra các cái bất thường qua siêu, chúng ta phát hiện được, đánh giá được lồng ngực em bé nhỏ này, đánh giá được các bất thường xương này, cong này ha, chúng ta sẽ tránh thai kỳ. Và khi những bất thường xương nó gây biến dạng lồng ngực, nó sẽ ảnh hưởng tới việc thiểu sản phổi thì dẫn đến em bé tử vong sau sinh. Và đây chúng ta thấy phôi chưa bị khóa, ở tuần thứ 7 thì nó bắt đầu bị khóa rồi. Thì ở trên một cái hình, ở đây chúng ta sẽ nhuộm hóa mô miễn dịch, chúng ta sẽ thấy nếu như ban đầu ha, ở tuần thứ 6 thì chúng ta thấy nè ha, những cái tế bào sinh dục mà nó nằm giống nhau, nằm chen chen này với nhau, nhưng mà khi có sự xuất hiện của SSI thì những cái tế bào nó sẽ nằm ở từng dãy sắp xếp đều đặn với nhau ha, có nghĩa XY chắc chắn có SI, hoặc là XX mà có SI thì nó cũng giúp cho những cái tế bào sinh dục mình sắp xếp thành từng dãy như vậy ha. Nhưng mà ngược lại, XX hoặc XY không có SI thì nó làm những tế bào sinh dục nguyên thủy nằm trộn lẫn với nhau như vậy. Thì đó là gì? Sự có mặt của SI kích thích cytoli, nó sẽ sắp xếp cấu trúc của tinh hoàn ha. Nó tạo thành cái ống sinh tinh, nhưng mà lúc này nó ở dạng đặc, dạng đặc những cái tế bào sinh dục nguyên thủy nằm ở trong dạng đặc. Mà cho tới khi mà cái bé nam nó đi vào quá trình dậy thì nó rỗng hóa và nó bắt đầu hình thành nên cái tinh nguyên bào và bắt đầu bị khóa thành tinh trùng, ức chế tế bào sinh dục nguyên thủy đi vào quá trình giảm phân ha. Thứ là tiếp theo đó là kích thích tế bào lipid bị khóa, tiết testosterone. Và một cái sự quan trọng nữa đó là nó sẽ tiết AMH ha, tức là sự đóng một vai trò rất là quan trọng. Nó gây thoái hóa Müller, có nghĩa là cái cấu trúc để mà hình thành đường sinh dục nữ ha. Nếu mà không có thì chúng ta sẽ có ra mà vẫn có tử cung, vẫn có vòi trứng á. Chút xíu chúng ta sẽ coi cái phần bất thường đó. Thế là tế bào Sertoli sẽ kích thích tế bào, tức là tế bào lipid phôi thai. Từ tuần thứ 9 đến 10 ha, nó bị khóa từ trung mô ha. Rồi Sertoli sẽ kích thích nó, và tới tuần thứ 14, 18 nó phát triển mạnh nhất, và nó sẽ tiết testosterone và nó thoái hóa tới cuối thai kỳ đến ngay sau sinh luôn. Thì chúng ta coi cái lượng tiết testosterone ha, trong bào thai ha, tới sơ sinh, và cho tới sau đó nó giảm ha, cho tới sơ sinh nó giảm xuống, và cho tới dậy thì nó bị khóa phát triển lại những tế bào lipid ha, phát triển các đặc điểm của nam và dậy thì. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thấy từ tuần 12 ha, thì ở đây chúng ta thấy nè, những cái tế bào ha, cái dây sinh dục có được phát triển biệt hóa nó như ở nam. Đây, chỗ này song song đó thì có thấy là nam nè ha, cái ống trung thận sẽ được phát triển biệt hóa tạo thành cái đường ha, dẫn tinh trùng. Chúng ta sẽ có những cái ống thẳng lưới tinh hoàn ha, ống màu tinh, song song đó nhờ sự tiết AMH của Sertoli nên làm cho thoái hóa ống cận trung thận, cái ống sẽ bị khóa thành tử cung vòi trứng ở nữ. Và ngược lại ở nữ thì nó sẽ không có ha, sẽ không có testosterone, cho nên lập tức các cái đường sinh dục nam nó sẽ bị tiêu ha, và nó không do Sertoli không có tiết AMH nên những cái đường sinh dục là cái ống cận trung thận sẽ phát triển. Là chúng ta sẽ coi cái clip này ha, về phát triển của tinh hoàn. Đầu chúng ta sẽ thấy tuyến sinh dục chưa bị khóa ha, và sinh dục nguyên thủy, và sẽ nó tạo thành những cái ống đặc ha, cấu trúc ống đặc, và nó sẽ hình thành ha, cái lưới tinh hoàn đa cái này hệ ống thẳng và này ống màu tinh. Song song đó chúng ta sẽ có những tế bào Sertoli ha, chúng ta sinh dục nguyên thủy nằm giữa. Rồi do tế bào Sertoli tiết AMH nên ống cận trung thận sẽ bị thoái hóa. Rồi, chúng ta sẽ xem sự phát triển của buồng trứng như thế nào. Vậy ha, từ tuyến sinh dục chưa bị khóa à, chúng ta thấy những tế bào sinh dục nguyên thủy, những cái noãn này thì nằm ha, nó nằm rời rạc ở trong nguyên cái buồng trứng, nó không tạo thành các cái dây giống như là tinh hoàn. Thì chúng ta có cái noãn này này ha, noãn nguyên thủy nó đi vào quá trình giảm phân, và do sự không có mặt của testosterone nên toàn bộ cái ống trung thận này sẽ bị thoái hóa hết đó. Do sự không có ức chế AMH cho nên là ống cận trung thận sẽ phát triển và nó sẽ bị hóa thành vòi trứng.
và tử cung. Bây giờ nó sẽ xem đi vào có phát triển vòi trứng với tử cung như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ có cái đường sự hình thành của cơ quan sinh dục trong ha. Chúng ta sẽ có ống màu tinh, ống dẫn tinh, túi tinh. Đây chúng ta sẽ thấy tinh hoàn ha. Nó sẽ tiết ra testosterone. Nó sẽ kích thích sự phát triển của cái ống trung thận. À, và tiếp theo nữa nó có cái men 5 alpha thì chúng ta sẽ nó chuyển đi hydrotestosterone. Xin lỗi, nó chuyển testosterone thành đi hydrotestosterone và nó sẽ giúp cơ quan sinh dục hoàn của nam phát triển. Và song song đó tinh hoàn nó sẽ tế bào sạc ly tiết AMH để ức chế ống cận trung thận phát triển. Ngược lại ở nữ thì sao? Nó sẽ có estrogen từ bà mẹ và từ bánh nhau ha. Nó sẽ kích thích cho ống cận trung thận phát triển và nó phát triển cơ quan sinh dục hoàn. Nên nam thì tinh hoàn sẽ sản xuất testosterone và chất ức chế Müller từ tuần thứ 6 tuần thứ 7. Nó sẽ phát triển đi dần dần ra các anh chị. Ống trung thận ha, sẽ phát triển ống ra. Ống ra kích thích phát triển màu tinh, ống màu tinh với ống dẫn tinh và túi tinh và phóng tinh. Cứ như vậy á, đây các anh thấy nè, đây chỗ này ha, tinh hoàn nè, kích thích tiếp ống màu tinh các ống dẫn tinh phát triển tới túi tinh. Rồi ở nữ thì ống trung thận thoái hóa vì không có testosterone thôi, ống cận trung thận phát triển vì không có AMH ở ức chế ha. Và ta thấy đây ha, tinh hoàn được hình thành, ống cận ông xin lỗi ống trung thận được hình thành và nữ thì ngược lại. Ở nữ thì chúng ta có hai ống Müller ha, phát triển thành hai tay vòi, nó hòa thành lại tử cung âm đạo ha, tạo thành dây chằng rộng, tạo tử cung bàng quang, tử cung mật tụ và trực tràng tử cung. Đây chúng ta thấy nè, ta có hai cái ống cận trung thận nằm ở hai bên. Đây là gờ nội dục nè, đây gờ nội dục nè. Chúng ta thấy có hai cái ống cận trung thận. Đây ống cận trung thận đây, cái phần màu đỏ đây ha. Màu xanh là cái ống trung thận. Đó nên ở nữ thì sao, hai cái ống này nó sẽ tối hóa không có testosterone. Hai cái ống này sẽ tiến gần lại nhau ha và nó sẽ hòa lại với nhau. Đây sau khi hai cái ống nó hòa lại với nhau ha, nó tiêu cái vách ở giữa và cái gờ nội dục ở phía dưới á, xin lỗi cái gờ cái xoang nội dục ở phía dưới á, nó sẽ hình thành nên cái phần 2/3 phần 2/3 dưới âm đạo ha, 1/3 trên âm đạo là do cái ống cận trung thận hình thành. Thì 2/3 dưới âm đạo có nguồn gốc từ xoang nội dục ha, và từ trung mô. Nó bắt đầu nó có là từ củ xoang thành hình thành xoang thành tấm âm đạo. Đây mình thấy nè, cái vùng này vùng ổ nhớp nè ha. Thì ở đây nó tạo ra một cái gờ bắt đầu ở tuần thứ 9 á, ở đây chúng ta thấy nè, này nó tạo thành cái tấm âm đạo ha. Nó kết nối với lại cái phần hai cái ống Müller ở phía trên mà đã hòa lại với nhau á, cái tấm này và nó sẽ rỗng hóa từ từ. Đây bắt đầu thì nó có một cái nụ ở đây thôi, cái củ ở đây, xong nó tạo cái xoàng ở đây, nó rỗng hóa từ từ đây. Và cái chỗ này á mà còn lại thông ra phía ngoài âm đạo ở đây mà nó còn chưa có mở hết ra thì ta gọi là cái màng kinh ha. Ở đây chúng ta thấy 2/3 dưới âm đạo là hình thành từ cái phần ổ nhớp, 2/3 trên, 1/3 trên thì nó sẽ tạo chung do cái ống cận trung thận. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quan sát cái clip này, coi cái đường hình thành cái đường sinh dục của nam. Đây chúng ta thấy ha, ta coi coi cái đường sinh dục nó hình thành nào. Ở đây chúng ta có phần gờ nội dục ở đây, đây chúng ta khai cái ống nè, ống trung thận của nam đó, ống cận trung thận sẽ bị thoái hóa, tinh hoàn được hình thành ở đây. Và sau đó khi ổ bụng nó tăng kích thước dần dần đó, nó sẽ đẩy cái tinh hoàn ra ngoài. Cái này cái phần ổ nhớp ha, hình thành cái niệu đạo. Hôm nay chúng ta có tìm một tuyến ở đây. Để ta xem cái sự hình thành.
của đường sinh dục nữ. Ta thấy cái hai cống cận trung thận nó sẽ hòa lại với nhau. Đây cũng vậy. Gọi niệu dục đây. Ống trung thận sẽ thoái hóa và ống cận trung thận sẽ hòa lại với nhau ở đây. Đó. Hai cái ống này hòa lại. Và như thấy cái vùng này, cái vùng ổ nhớt nè, nó phát triển thành cái củ xoang, thành âm đạo, tấm âm đạo ha, nó sẽ hòa lại phần một cái ống cận trung thận ở đây, cái màu vàng này, cái màu đỏ ha. Nó hòa lại với nhau. Đầu tiên là một cái cấu trúc đặc, xong nó rỗng hóa và nó hòa lại phần âm đạo phía trên, thông thường với nhau. Phần cuối cùng nó mở ra ngoài thì ta có cái màng trình bên ngoài. Bởi vậy nó sẽ vừa hình thành của hai cấu trúc kia nên sẽ gây ra rất nhiều cái bất thường dị tật. Thì mà nó bất thường giữa cái việc mà hòa lại giữa cái phần tấm âm đạo phía dưới và cái phần ống cận trung thận phía trên. Phần cuối cùng chúng ta sẽ hình thành cơ quan sinh dục ngoài nha. Ở nam chúng ta sẽ có dương vật nào nhiều, ở nữ chúng ta sẽ có âm vật, mũi nhỏ, mũi lớn. Ở đây chúng ta sẽ có ha cái phần thể xốp, và trong đây chúng ta chứa niệu đạo và hai cái thể hàng. Ở nữ chúng ta sẽ có âm vật ha, chỗ này cái lỗ niệu đạo nè, chỗ này âm đạo nè. Ở đây này chúng ta sẽ có cấu trúc ban đầu chưa bị khóa ở tầng thứ sáu, chúng ta sẽ có một cái tấm tuyến ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có một củ sinh dục ha. Ở đây chúng ta sẽ có cái nếp của ổ nhớp. Rồi ở đây chúng ta sẽ có đây nè, cái niệu đạo ha, nó sẽ được hình thành cái phần mà ổ nhớp á, nó sẽ đi xuống cái phần mà cái tấm tuyến này ha, và nó sẽ dài là nếu như ở nam ở tầng thứ 10 nó sẽ đi vào đây ha, và nó rỗng hóa tạo thành cái niệu đạo ở đây bên trong, và dần nó sẽ dài dần, nó to ra và nó sẽ hòa lại, hai cái nếp điệu dục nó hòa lại với nhau. Chúng ta có cái biểu ở đây, và đây chỗ này chúng ta sẽ có cái lỗ hậu môn ha, nó sẽ đóng lại. Nó đóng lại và nó mở ra đầu tập cùng là cái lỗ niệu đạo ngoài đây. Thì chúng ta thấy tuần thứ 12 nó đang đóng từ từ lại ha, cái phần ở dưới cái bìu vậy nó sẽ đóng lại cái nếp niệu dục á. Mà ngược lại ở nữ thì nó không đóng ha, cái phần mà chủ cũ sử dụng nó steo lại. Chúng ta có cái âm vật ở đây ha, cái nếp niệu đạo nó không đóng. Ở đây chúng ta có cái mùi nhỏ và chỗ cái lồi mồi bìu chúng ta sẽ có cái mùi lớn. Chúng ta sẽ có một cái vấn đề là cái tinh hoàn nó sẽ phải di chuyển ha, nó đang từ nằm trong ổ bụng chỗ cái vùng gờ niệu dục á, nó sẽ phải di chuyển xuống dưới ra ngoài cơ thể, tại vì nếu như nó nằm ở trong cơ thể thì nó sẽ nó nhiệt độ rất là cao, nó sẽ làm cho bất thường cái tinh trùng nó sẽ bị chết, ngoài ra nó còn gây ra cái chuyện là gây ung thư nữa ha. Cho nên là tinh hoàn có kích thước tăng dần lên, thoái hóa của trung thận, thoái hóa cận trung thận ha, ống phúc bên mặt cũng cần kích thước, đây từ từ nó sẽ đẩy ha tinh hoàn đi xuống bìu ở đây. Để ta xem cái clip mà nó hình thành cái cơ quan sinh dục ngoài. Đây ở tuần thứ tư ha, ở mặt cái cực giữa chúng ta đây có cái màng ổ nhớp, đây lớp nội lồi môi bìu, và đây chúng ta có củ sinh dục. Đó, như thế nào thì cái củ này nó sẽ bự ra ha. Cái niệu đạo nó sẽ đi vào đây. Rồi, cái lỗ tiểu nó sẽ mở ra ngoài đây ha. Cái lồi mồi bìu nó sẽ bị đóng lại, nếp niệu dục cũng sẽ đóng lại. Đây nó sẽ bên trong chúng ta thấy cái ổ nhớp nó hình thành cái niệu đạo này. Chỗ này chúng ta có tấm niệu đạo ha.
rãnh hiệu rãnh ở đây. Ở đây chúng ta thấy có cái hiệu đạo nằm đây. Đó, ha. Và khi cái lỗ niệu đạo này ha, nó sẽ được mở, nó dài ra và nó mở ra phía ngoài cái đầu của cái dương vật. Và cái này rất là quan trọng ha, nó sẽ có mặt của nội tiết ha. Testosterone nó sẽ được chuyển thành đi rồi testosterone dưới tác dụng của 5-alpha-reductase. Đây chúng ta có hai cái tể hàng và đây tể xốp, ở bên trong đây có niệu đạo. Đó, cái niệu đạo nó phát triển dài ra các anh chị ha, song 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 đó là cái phần ngoại bì á ha, sẽ mở vào thông với lại cái niệu đạo. À, nếu hình ảnh của quan sinh dục nữ thì sao? Là chúng ta có cụ sinh dục đây, à, cái phở, cái nếp của niệu đạo đây, cái lồi mô biểu đây, thì nữ rất đơn giản ha, nó không phát triển gì hết, chúng ta phải teo cái cụ sinh dục lại thôi, tất cả những cái nếp này còn nguyên, không hòa lại với nhau, và chúng ta sẽ có mô nhỏ và mô lớn, không cần sự tham gia của nội tiết gì cả. À. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần ha, cuối cùng đó, phần phát triển bất thường của hệ sinh dục. Thì cái đầu tiên về mặt lịch sử á, thì là cái chất DHEAS, nó là cái estrogen đầu tiên trong điều trị mà trong trường hợp mà dạ sĩ thai. Thế nhưng mà sau khi mà những người phụ nữ mà uống vô điều trị dạ sĩ thai xong rồi thấy á, nếu mà đẻ ra con gái thì ung thư tế bào âm đạo phụ nữ trẻ mà nam tinh hoàn không xuống bìu, bị lộ tật lỗ tiểu đóng thấp, à, từ đó người ta không sử dụng cái thuốc đó nữa. Rồi ở nam thì chúng ta có tuyến sinh dục ha, bất thường tuyến sinh dục, bất thường đường sinh dục trong, bất thường sinh dục ngoài, nam rất là nhiều bất thường ha. Chúng ta thấy quá trình hình thành rất là phức tạp, cần tham gia của nội tiết ở mọi quá trình, ví dụ như tinh hoàn ẩn là tinh hoàn không xuống bìu á ha, thì khoảng no tháng chúng ta hay gặp hơn, mà đủ tháng thì cũng gặp khoảng 3-4%, nó có thể là không xuống bìu một bên hoặc hai bên, và thường tinh hoàn nằm trong ống bẹn á, người ta nói nguyên nhân có thể do bất thường nội tiết nè ha. Và nếu chúng ta không mổ đưa xuống thì cũng tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn lên phải, và làm cho quá trình hình thành tinh trùng bất thường. Rồi cái bất thường tinh hoàn khác với tinh hoàn lạc chỗ ha, thoát vị bẹn bẩm sinh, họ nang nướng tinh màng, ở nghĩa đây chúng ta thấy nè ha, khi cái tinh hoàn nó di chuyển xuống á, thì cái ống thuốc tinh màng sẽ đóng lại ha, một cái lý do gì không đóng á, nó sẽ gây ra ha, nước nó dịch ở trong bụng xuống đây, nó tạo cho nó cái bất thường nang nướng tinh màng. Còn cái bất thường khác nó lỗ tiểu đóng thấp ha, hay gặp ở khoảng 0,3 trẻ sơ sinh, thường thèm nó vùi dương vật, nó nghĩ dương vật nó nhỏ, nó phát triển cái phần mà củ sinh dục trên chị, cũng bao giờ từ ảnh hưởng của androgen ha. Là chúng ta thấy nè, thay vì hai cái lỗ tiểu mở ở đây nằm đây, có thể nằm bất kỳ đâu ha, ở trên cái tinh hoàn, xin lỗi, trên cái dương vật, do quá trình bất thường ha của lãnh niệu dục ở đây ha. Nó gây đóng thường, bóng bất thường của cái niệu đạo đi xuống ha, đóng lại thì nó sẽ gây ra những cái bất thường về lỗ tiểu đóng thấp. Ở đây các anh chị thấy nè, lỗ tiểu đóng thấp, lỗ tiểu nằm đây các anh chị, nó cộng với lại vùi gốc dương vật nhỏ xíu à, và hai cái điều nó cũng bị tách đôi nữa. Rồi ha, ở nữ thì chúng ta cũng có vậy, bất thường tuyến sinh dục ít gặp hơn ha, bất thường đường sinh dục trong, bất thường cơ quan sinh dục ngoài. Ở đây bất thường của hệ Müller ha, có nghĩa là ống cận trung thận ha, nó chiếm khoảng từ 7-10%, thì nó ảnh hưởng tới cái phụ nữ này hiếm muộn ha, vô sinh là 3-4%, do bất thường của hệ Müller họ sẽ thấy liên tiếp hoài ha, 5-10%, hoặc là phụ nữ bị sảy thai muộn á, sanh non á ha, thì nó chiếm khoảng 25%. Là do cái gì các anh chị, hai cái ống nó phải hòa với nhau, để nó không hòa mà nó hòa một phần hoặc không bất thường ha, hoặc bất thường kết nối của ống Müller và xoang niệu dục, hoặc là tạo khoang bất thường ha, tử cung âm đạo thì không tiêu hoàn toàn mất Müller. Chúng ta xem này, đây hai cái Müller phải hòa với nhau và toàn bộ vách này phải tiêu ha, không tiêu có chuyện,
rồi cái xoang địa dục ở phía dưới nó sẽ hình thành, nó hòa lại chỗ này nha, để không nối với nhau, rồi không nối thành bức tường. Thì quá trình hình thành là hướng nè, đi từ dưới lên trên ha, thoái hóa cái bắp từ dưới lên trên. Chúng ta sẽ có các dị tật sau đây, như là thiểu sản hay bất sản. Ở đây chúng ta sẽ có nè, đây vì lý do gì đó chúng ta không có âm đạo ha, ta có vòng trứng hai bên, ta có tử cung, ta không có âm đạo. Hoặc cái này luôn luôn ha, chúng ta mất luôn cái cổ tử cung, ta còn đúng cái tử cung không ha, mất cái cổ tử cung, mất hết âm đạo luôn. Trường hợp này thì sao các anh chị? Bé nó sẽ ứ kinh ở đây ha. Hoặc là cái trường hợp này nữa thì thôi luôn, nó không có nguyên cái tử cung luôn, nó có mỗi cái hai màu trứng thôi ha, nó không có tử cung luôn. Hoặc là cái trường hợp này tự nhiên không có hai màu trứng anh chị, không biết làm sao nó chỉ có nguyên cái thân tử cung không có hai màu trứng. Và trường hợp này nó kết hợp luôn ha, nó không có cái tử cung luôn ha, và nó không có âm đạo luôn. Rồi nó bất sản một cái ống Müller thôi, có nghĩa là sao, cái ống hai ống hòa với nhau, một ống phát triển bình thường, ống đừng phát triển, nó thông với nhau nữa à, có nhiều khi chúng ta có một cái thai ở đây, cái nằm ở đây nên là thai ngoài tử cung bị vỡ ha, mà nó không thông với nhau, không thông với nhau khỏe hơn á, có nghĩa là đây nó không có thông với nhau hết á, nó có một cái phần chỗ Müller không phát triển nhỏ xíu đây, mà nó không tạo được xoang luôn, ống mình đặt luôn, mà thôi cái ống này mất tiêu luôn à, không còn gì trơn, còn đúng em thôi. Thì những trường hợp này là cái tử cung đó, nó sẽ phát triển không có tốt, trong quá trình mang thai nó giãn co giãn không tốt đó, nó sẽ gây thường hay gây sinh non ha, gây sinh non. Mà chúng ta có một cái tử cung nó có hai bên, có nghĩa là không có tiêu hết cái bắp à, không tiêu hoàn toàn, đây là có hai tử cung luôn, cổ này rất là giàu có ha, có hai tử cung luôn, hai cổ tử cung luôn, hai âm đạo luôn. Và ngược lại cái cô này lỗi đây, nó một phần thôi, đây tạo cái bắp chút xíu ở đây thôi. Còn nó sẽ có một cái tật nữa là nó không tiêu vách như hai ống Müller. Đây, tạo cái vách này thôi à, hoàn toàn vách một phần. Một cái tật nặng hơn nữa đó là không có âm đạo à, nó không phát triển thành xoang đạo, không phát triển tâm đạo luôn. Thì chúng ta thấy nè ha, từ chỗ này chúng ta thấy cái màng chinh nó sẽ bị rỗng hóa ra, thoái hóa. Đây, nó tới đây nó không thoái hóa hết thì chúng ta sẽ có một cái tật là bế kinh. Có nghĩa là em bé ví dụ như vậy thì ha, nó có kinh là nó không chảy ra ngoài được, cái tật nhẹ nhàng thôi, nó chỉ không cái màng chinh nó không bị tiêu đi thôi. Chúng ta sẽ xẻ cái mũi cam ha, tạo cái lỗ lũng mà em bé nó có kinh bình thường. Tuy nhiên những trường hợp nặng hơn có nghĩa là nó bất sản phương ý phần âm đạo luôn ha, thì em bé này vẫn có kinh ha, tạo ra kinh mà máu sẽ in sẽ ứ đây ha, nguyên cái phần này nó bị bít lại. Và cái việc mà tạo hình cái này rất phức tạp và khó khăn ha, tại vì sao các anh chị, khi mà chúng ta mang một cấu trúc khác thì thường người ta làm cái mặt ruột nó đi xuống, nó gây ra dịch rất là nhiều ha, viêm nhiễm rất là nhiều. Ở cái trường hợp tương tự như cái này cũng vậy ha, có những cái phần bên trên phát triển bình thường ha, phần bên dưới kết nối nè ha, phần dưới âm đạo không có. Hoặc cái phần này đơn giản hơn, có những cái chỗ kết nối nè, nó có cái bắt thôi các chị, nhẹ nhẹ nhàng lên ha, chúng ta xẻ cái bắt này ra thế là xong. Một cái trường hợp khác nó nặng hơn nữa, bất thường tạo vách niệu trực tràng, có nghĩa là đây tôi thấy là như ở nam chẳng hạn, đáng lẽ cái phần mà trực tràng ở đây nè ha, nó sẽ đi ra đường ổ hormone, môn nó không đi ha, nó đổ cái phần trực tràng đổ vô niệu đạo à, tật rất là nặng, người mổ nó tách ra. Hoặc là cái tật nữa ở đây chúng ta sẽ có, đây là nữ nè, thì ở đây chúng ta sẽ bình thường lẽ là chỗ bàng quang ha, mở cái niệu đạo đi ra ngoài, hoặc là tử cung ta mở âm đạo đi ra âm đạo. Ở cái trực tràng ở đây ta sẽ mở hay đổ một một đây không có ha, tất cả một hai ba cái lỗ rỗ này chùa chung có một lỗ à. Hoặc là cái trường hợp này là sao, tức là có một cái bàng quang đây có một đường đi ra, nhưng mà tử cung với lại trực tràng ha đổ chung vô lỗ à. Đây trường hợp mà chúng ta có nè, tất cả vô một lỗ hết trơn ha, không có gì hết á, âm đạo không có, hậu môn không có, còn lỗ đây. Và những cái dị tật thì thường rất là nặng nhưng mà khó mà tái tạo, tạo thành ba cái đường riêng biệt lắm. Tạo đường thì chúng ta có thể tạo được, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta biết được rằng ở con người chúng ta sẽ có những cái cơ thắt ở đó. Cái cơ thắt ở đó nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát được cái chuyện là bắt tiểu, ta nín tiểu được, hay đi cầu nó có thể nín lại được. Mà trong trường hợp mà nó bị bít như vậy thì chúng ta tạo hình, nó tạo thành cái đường lỗ, cái lỗ thì được, mà chúng ta không có thể tạo hình cái cơ thắt được. Những người thường là mặc tả suốt đời luôn á. Những cái gì tật rất là nặng và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, thường những trường hợp những người chúng biết thì à, chúng ta sẽ gặp những bệnh nhân có những bất thường sinh dục, chúng ta thấy ví dụ như ở nữ chúng ta sẽ đi gặp chúng ta bị vô kinh à, tự nhiên bé này 16-17 tuổi nó đau bụng hoài nó có kinh à, hoặc là có kinh đau bụng rất là nhiều, hoặc là chúng ta không vô sinh, hoặc có bị sảy thai hoài ha, hoặc là sinh non vân vân, thì chúng ta khám bé ha, để xem chiều cao cân nặng như thế nào, đặc tính sinh dục thứ phát có hay không, ví dụ vô kinh chẳng hạn coi chừng bé bị tật nơ, có bé lùn hay không
đánh giá ngoài xung quanh hình thành như thế nào, lỗ âm đạo như thế nào, âm đạo như thế nào, cổ tử cung như thế nào, các phương tiện hỗ trợ chẩn đoán chúng ta đã siêu âm, chụp cản quang ha, chụp MRI, một số bệnh lý kết hợp ha, chúng ta sẽ có bệnh lý thận cần kèm theo thận nè, thủy sản thận, thận lạc chỗ, thận móng ngựa, hoặc là một cái hội chứng ha, Mayer-Rokitansky Kusterhauser ha, mấy ông này cùng tìm hội chứng này không có, mỗi ông đặt tên vô luôn ha, nó bất thường tử cung âm đạo, bất thường thận ha, vẹo u vẹo cuộc sống. Thì các cái phẫu thuật chúng ta sẽ có phẫu thuật như tay nói hồi nãy, mình sẽ phẫu thuật điều trị, ví dụ những cái đơn giản chẳng hạn như màng chinh không có hở, chúng ta sẽ màng chinh ha, hoặc những trường hợp tái tạo lại âm đạo, hoặc là trong trường hợp chúng ta sẽ nội tiết, điều trị nội tiết, hoặc là trường hợp không ngờ có thai được nữa, chúng ta sẽ điều trị hỗ trợ sinh sản.